Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ làm một cái video cho tất cả các bạn hướng dẫn cách gì kết nối trực tiếp giữa điện thoại và loa kéo Bluetooth thông qua cái dây đựng Line 3.5 này. Hôm trước thì chúng ta đã hướng dẫn một cái video về cái phần kết nối trực tiếp giữa điện thoại và loa kéo qua ứng dụng Bluetooth. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết đối với cả cái việc kết nối giữa trực tiếp. Để đầu tiên thì chúng ta sẽ bật nút nguồn khởi động trên chiếc loa kéo. Đối với đây là chúng tôi đang sử dụng loa kéo Cabitbox. Đầu tiên chúng ta sẽ ấn nút nguồn ở đây. Trên đó sẽ báo đèn xanh và là sẽ có giọng nói đã chúng ta đã mở nguồn là thành công. Cabitbox Agnostica Media kính chào. Vui lòng kết nối Bluetooth. Hiện tại loa đang nói là gì? Chúng ta kết nối Bluetooth. Tức là gì? Để kết nối thì hôm trước chúng tôi đã làm một cái video rồi. Thì bây giờ để chuyển chế độ, tức là chúng ta chuyển trực tiếp giữa dây line trực tiếp giữa điện thoại và loa Bluetooth, thì chúng ta sẽ ấn nút mode ở đây. Chúng ta ấn giữ 3 đến 5 giây, ấn mạnh để cho nó gì dứt khoát, để cho nó kết nối được chuyển chế độ là chuyển độ trực tiếp. Phát nhạc từ ngõ vào line in. Đó, cái loa nó vừa nói là gì? Chúng ta phát nhạc qua kết nối đường line in. Chứ là gì? Chúng ta sẽ kết nối. Vậy đây, trên tay tôi đây chính là chiếc 2 đầu dây của chiếc 3.5. Đối với đầu đỏ và đầu trắng thì chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào trên đầu nguồn. Đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào trực tiếp trên điện thoại. Đối với đầu đỏ chúng ta sẽ chú ý nhá, để tránh cái trường hợp bị nhầm lẫn. Đầu in vào line in và đầu line out thì chúng ta ấn nút đỏ vào phần in ở trên. Trắng còn lại left or right chính là phần line in nhá. Tránh hiện tượng chúng ta đang lắp nhầm là ấn vào đầu out sẽ không có tín hiệu, đó chính là in là đầu vào. Và đầu còn lại, đó chính là đầu 3.5. Chúng ta sẽ kết nối trực tiếp vào cái điện thoại hoặc là thiết bị máy tính để cung cấp nhạc. Chúng ta sẽ cắm vào đầu đây. Ok, vậy là chúng ta đã kết nối. Để chúng tôi sẽ thử một bài nhạc xem là đã có kết nối thành công được hay chưa nhá. Đây, đã có nhạc phát thanh đúng không ạ? Rất là to, rõ ràng. Đó. Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách kết nối giữa loa kéo Bluetooth và chiếc điện thoại của chúng ta, một thiết bị để chúng ta có thể trong quá trình chúng ta nghe nhạc hoặc là hát karaoke trực tiếp qua những các bài hát yêu thích của mình. Vừa rồi là một cái video hướng dẫn rất đơn giản. Vậy là chúng tôi chúc tất cả anh chị em có thể làm cái video thành công. Và mọi vướng mắc thì chúng ta có thể để lại dưới comment, chúng tôi có thể trả lời. Và chúc tất cả anh chị một ngày mới sức khỏe. Và không để chúng tôi có thể làm có động lực nhiều hơn các video tiếp theo thì xin tất cả quý vị và các bạn chia sẻ chúng tôi và cho những cái like ở nút video. Xin cảm ơn các bạn.